Sáng sớm nay ngày 29 tháng 6, luật sư Nguyễn Văn Quynh, luật sư bảo chữa cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga đã công bố bản kiến nghị sẽ được ông gửi lên tòa và hội đồng xét xử trong phiên làm việc sáng nay. Theo đó, trong quá trình hỏi ông thấy có nhiều tình tiết chứng cứ mới được phát sinh nhưng chưa được làm rõ, đề nghị tòa và hội đồng xét xử làm rõ những tình tiết này trong phần hỏi tại phiên tòa ngày 29 tháng 6 năm 2017, trong đó có việc các bị cáo và các nhân chứng phản cung tại phiên tòa phủ nhận các lời khai trong quá trình điều tra, Cụ thể, bị cáo Dung khai rằng bị điều tra viên ép và khai không đúng sự thật. Nhân chứng Nguyễn Mai Phương khai ở tòa rằng lên làm việc tại cơ quan điều tra viên mời 20 lần, nhưng trong hồ sơ vụ án thể hiện chỉ có 8 bản khai và một bản tường trình. Ngoài ra, trong lời khai tài liệu có một số nội dung liên quan đến Nguyễn Mai Phương nhưng không có trong hồ sơ vụ án. Luật sư Quynh đề nghị cần làm rõ vật chứng của vụ án là 2,5 tỷ đồng trong tài khoản Nguyễn Đức Thủy Dung đã được điều tra viên trả cho ông Cao Toàn Mỹ cần làm rõ nội dung đơn trình báo của Lữ Minh Nghĩa gửi cơ quan điều tra lại được Nguyễn Mai Phương chụp hình gửi cho bà Hồ Mai Phương. Cùng các bức thư bằng ni lông vào ngày 2 tháng 6 năm 2015, do các bị cáo khai là bị ép cung, dụ cung, kêu oan, việc có mặt của điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng là hết sức cần thiết. Theo đó, luật sư Quynh kiến nghị triệu tập điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng tới phiên tòa nhằm làm rõ sự thật của vụ án, giúp hội đồng xét xử đánh giá khách quan toàn diện khi nghị án.